Chào mừng các bạn đến với Squid Game phiên bản đời thực. Đây là những chiến binh sẽ cùng tham gia vào trò chơi ngày hôm nay. Lính đỏ trông đáng sợ quá đi thôi. Còn búp bê trông thật là xinh xắn phải không nào? Người chơi có vẻ đã sẵn sàng. Bắt đầu thôi. Lùi lại một chút nào. Cùng quẳng tù tì nhé. 2, 3. Hả? Xui xẻo vậy sao? Lên trước đi ông cháu ơi. Dừng lại mau. Búp bê chăm chú quan sát. Có vẻ như đã ổn rồi. Tiếp tục thôi nào. Ôi, ngã mất tiêu rồi. Lại còn trêu tức người ta nữa chứ. Thật là đen đủi quá đi. Đến lượt bay con kia, nhanh lên. Hai người chơi vẫn đang rất là tập trung. Đi nhanh đi, để tao đi cho. Đi nào. Búp bê quay lại rồi. Cẩn thận nào. Trông anh ấy thật là căng thẳng. Phải nhanh lên thôi. Ôi không, anh ấy bị ngã mất rồi. Đi được đến đây rồi lại còn bị ngã nữa. Đi nhanh lên chứ ông này. Từ từ, để còn tính nữa chứ. May quá, đúng rồi. Bước theo hắn thôi nào. Cẩn thận đó nha. Ô kìa, sao lại có hai cái liền nhau thế này? Bỏ công từ nãy giờ. Cười gì? Đi đi. Để tính xem nào. Hay lắm, để rồi xem. Anh ấy trông thật đau đớn. Sao ngày bước đầu tiên đã trượt rồi? Ơ kìa, búp bê nhìn thấy mất rồi. Anh ấy không để ý gì cả. Ôi, trông anh ấy run chưa kìa. Ôi, vậy là đã có người chơi đầu tiên ra đi rồi. Những người chơi sau cũng bắt đầu nhảy lên rồi. Thôi xong rồi, phải làm sao đây? Ôi không, thật là tội nghiệp. Hả? Còn hai chúng mình thôi sao? Càng phải cẩn thận hơn thôi. Búp bê quan sát thật là kỹ càng. Chuyển động một chút là tiêu luôn đó. Xa quá chứ gì. Vậy là chỉ còn một mình thôi sao? Nếu không cẩn thận thì tiêu mất.
Liệu anh ấy có làm được không đây? Búp bê quay lại thì anh ấy cũng vừa kịp tới rồi. Phần thưởng cho người thắng cuộc là một chiếc cúp. Nếu các bạn thích video thì hãy like, đăng ký và nhớ nhấn nút chuông bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi có video mới nhé. Chào tạm biệt các bạn.